Ok, để không mất thời gian anh em thì Cường sẽ thực hiện nhận. Với cái mái tóc, với cái mẫu tóc này thì Cường sẽ thực hiện cắt ngược hình dạng đầu, cắt một cắt lõm ở trong đây để loại bỏ một tóc ở phía trong và giữ cái phần chân cho nó mềm hơn. Rồi. Cái bộ tóc này thì hiện tại phần tóc bên trong và phân bổ tóc khá là dày, còn một loại bỏ tháo cũng ở bên trong này. Ok, cắt đầu tiên. Ở cái điểm này thì Cường sẽ cắt nâng tại vị trí và chia vai bất tinh chia ra phần đường. Đây là chưa? Đây các bạn thấy phần xương gáy rất được độ dài và khá là mềm và phía trên sẽ được loại bỏ tóc. Chúng ta điều hướng theo dạng đầu, không có di chuyển bản tóc này. Với khuôn mặt cô này mẫu hiện tại thì khá tròn và bầu bĩnh, vì vậy mình thực hiện cắt cái phần khuôn viền và phần mềm để nó làm nghề đi tất cả những cái nét mà mũ mĩm của khuôn mặt cô này. Mình sẽ không cắt cái đường cắt cứng vào để nó bị nhấn khuôn mặt cô lên ha. Rồi phần chân gáy, khuôn cổ khá là to, các bạn thấy nó sẽ rất là mềm mại. Với kỹ thuật là thiện khuôn kết bên trong này và kỹ thuật cắt mặt cắt lõm bỏ mặt cắt lõm bên trong này thì nó sẽ cái phần chân viền nó khá là mềm mại và các bạn sẽ không phải cần thiết nhiều đâu. Các bạn thấy á, phần chân này cắt xong khá là mềm mại. Vẫn đang livestream trên kênh nào chứ? TikTok vậy ạ? TikTok. Là nhỏ tím ghi đang livestream? Chưa. Đây là trang cá nhân của anh. Ủa, anh? Cái video thì nhỏ tím. Anh Phan Cường đang cắt. Hôm nay là một cái tuần cuối, hôm nay là một cái tuần cuối nên Cường sẽ thực hiện một kiểu tóc mà nó nằm ở cái khóa đương đại. Nó sẽ là không liên kết bên trong và bên mạnh kỳ này ở. Có bạn hỏi là cắt bài gì với anh giải thích. Anh Viện. Đứng em đừng chia với.
Ok, đến điểm này thì mình muốn giữ độ dài phía trước thì mình sẽ điều hướng về một điểm cố định ở khu vực này nha. Đây, Cường sẽ điều hướng tất cả sẽ về điểm cố định ở đây các. Ở đây chúng ta có rất là nhiều cách khai triển. Các bạn có thể thực hiện tất cả khu vực này một vùng cắt thôi. Hello, một vùng cắt thôi. Xin chào, okay. Các bài gì vậy anh? Các bài điểm cố định đây. Giải thích em còn chiều mới. Các bạn okay. Sẽ thực hiện rồi. Từng tầm Paris. Chuẩn luôn em. Đây, Phan Cường đẹp trai đang thực hiện đường cắt đây. Ok. Chào Minh Chí nha, chào Chiến Dubai nha. Khi mà các bạn chia phân khu nó tương đối là chuẩn xác rồi. Và thứ hai nữa là nó rất là cụ thể và rõ ràng là chúng ta chỉ cần thực hiện theo đúng này. Sự tuân thủ là quy định của nó. Các mà mở rộng đường cắt khoan kép này thì nó giúp cho cái độ dài ở phía trước cái phần mai được giữ rất là tốt và cái tính xuyên suốt của mặt cắt nó ổn định để các bạn thấy đó. Đây là một đường cắt khá là rộng. Không sao hết. Cái này quay để đúng không? Quay để update. Quay để update thì em quay có cần máy không chứ để cố định gì đó thôi. Nhọc tím chưa có online. Hôm nay là ngày cuối cho nên là những cái đường cắt khá là bay bổng nha anh em. Lên chậm xuống lên bồng xuống chậm hay là lên bổng xuống trầm vậy. Cho nên là rất là thoải mái ha. Mình vẫn tuân thủ nhá. Mình đặt từng file docking ở sau tai và mình sẽ cắt. Ok, tuyệt vời anh em ơi. Đây là những đường cắt mà nó mang lại cái nguồn cảm hứng ha. Đôi khi cắt tóc của chúng ta trở nên rất là thú vị bởi vì chúng ta kiểm soát được về cái hiệu quả và cái đường cắt mà chúng ta đang thực hiện. 3 ngày vừa rồi cái lóc ghép và cũng như là cái hình khối đem lại các bạn cảm thấy thế nào? Ok, vui không? Thú vị không? Cho chào hóa tay cho nó chung. Ở đây thì X Academy cố gắng đem lại những cái không chỉ về kiến thức nhưng mà nó đem lại cái cảm hứng trong khi cắt tóc ha. Của anh Tiến là một cái ok. Để các bạn thấy là những cái tia tóc hay là những cái texture nó được phát họa qua những cái đường cắt rất là tuyệt vời. Các bạn thấy là khi mà chưa cắt thì đây là những cái form ha. Đây là những cái mặt cắt nó đã được phòng lúc trước. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ triển khai theo một cái lối hoàn toàn mới. Và cái đường chi này cũng khá là mới mẻ ha. Quay lại, rõ rồi.
gói sức làm sao mà mày không bị chuyển gốc. Ok, chào Hoàng He nha. Ok, rất là vui vì mọi người quan tâm đến Hit Academy nha. Ngày 8 đến 12 đó thì hiện giờ ở Sài Gòn thì có khoảng cái khóa tư duy ứng dụng thì có khoảng 14 member. Thì các bạn có thể join vào trong cái khóa tư duy ứng dụng ha, ngày 8 đến 12 tháng 5 tại Sài Gòn nha. Đó, anh em quan tâm đến cái phương pháp các hình học của Hit Academy nha. Thầy Việt ngầu phép luôn. Thấy mình được khen là mình sướng. Khen tỉnh thẳng cả người. Bài này gọi là bài cắt gì đấy mẹ. Ok, đây không phải là bài nha. Và đây là cái phương pháp cắt hình học. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì nó được lắp ghép bởi các hình khối khác nhau và các tuân thủ triển khai khác nhau. Thì đấy, các bạn thấy là sau khi cái đỉnh này, cái đỉnh này được chia hai vết ha, sau đó là đến đỉnh phía dưới, sau đó là khi vượt Phan Cường là di chuyển đường cắt theo hình dạng đầu đến đỉnh tai và đặt thay đổi vị trí đường hai vết ở trên đỉnh tai. Thì đây là một trong những cái cách triển khai tuân thủ thôi, cũng không có gì mới hết. Tuy nhiên thì cái này nó hơi phức tạp một chút khi mà các bạn chưa nắm về hình khối hay là về hình học ha. Đó. Đấy, bắt đầu đến đây thì Cường sẽ thực hiện tập cái điểm pivot ở đây. Đấy, cái điểm pivot thì đặt ở ngay trên sau tất cả các đường chia xoay. Ok, gọi là chi mũi cam ha. Bây giờ cái trái cam thì đặt ở trên đỉnh này rồi. Nha, bây giờ bắt đầu xẻ này. Và mở rộng, mở đường cắt lên. Mở đường cắt lên có hiệu quả là nó sẽ giữ độ dài ở phía trước phần mai này nha. Thì những cái cách triển khai này đặc biệt đối với những cái tóc ngắn và dày, các bạn không cần phải tỉ nhiều bởi vì nó sẽ, khi mà triển khai cái ngắt kết nối thì nó sẽ làm cho tối ưu hóa cái hiệu quả, cái texture chuyển động. Nguyễn Thiên Long bóp nhập à mày. Tí nữa thì nó sẽ ra dạng như là, không biết là cái ở phía trên Phan Cường hay giữ độ dài như thế nào, nhưng con này thì nó cũng rất là, tuy là cái cách cắt nó rất là táo bạo như vậy đó, nhưng mà khi mà ra tổng thể về phong dáng thì nó rất là ứng dụng nha anh em. Đây có một cô người mẫu cũng khá là xinh xắn, rất là xinh luôn, với cằm, môi, mũi rất là độc. Nên là đối với những cái mái tóc ngắn thì chúng ta cực kỳ tự tin đối với những gương mặt khách hàng hay là những người mẫu xinh xắn như thế này nha. Phương pháp cắt hình học nó có một bật mí cho các bạn, đó là khi chúng ta chỉ cần tuân thủ theo đúng cái nguyên tắc ha, thực hiện về hình khối thì nó tự động về cân bằng về chiều dài hay là cân bằng về tổng lượng mái tóc. Hello, anh nghe đây.
cái cầm ba cầm cái máy này. Có người hỏi chưa biết gì về cắt có học được không ạ? Ok, khi mà chưa biết gì thì các bạn có thể đăng ký khóa nền tảng ở bên mình nha. Rồi, ở cái khu vực này thì mình sẽ thực hiện là không liên kết nha. Và mình sẽ chào Tiền Lê nhé. Multi layer đó là đa tầng lớp trên một khu vực thì mình sẽ thực hiện đa tầng lớp ở trên cái máy này. Có bạn hỏi là đâu có học viện trong Sài Gòn hả anh? Ồ, bên mình thì hiện tại cũng có trung tâm tại Sài Gòn nha. Các bạn có thể vào X Academy để tìm hiểu thông tin ha. Hơi bị dẹp trai hậu đình xe salon. Này, cái bằng cái mềm hơn không? Rồi, 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 trên một khu vực máy này, cường chia này thường sẽ cắt ra tầng lớp, có nghĩa ở trong đây cường vừa thực hiện với mặt cắt xuyên suốt tròn. Tuy nhiên ở cái phần hai phần này thì cường sẽ thực hiện với mặt cắt lõm hơn, thì chẳng liên quan gì cái mặt tóc này đến liên quan nhé. Tuy nhiên thì mình phải tính được cái độ rơi ha. Chúng ta này lấy 5 ngó bột đấy cả. Để ở dưới. Em cứ để thế thì chỉ cần nó thôi. Nếu tính được rơi là khoảng 22 cm thì sẽ rơi cũng vào đóng lại cái lá cố định mà không bị vỡ đấy. Nó không liên quan đến phần lớp này hả? Trên một phần khu nó tách lớp rất là lớn nha các bạn. Đó, bởi vì cái phần má này chúng ta cắt ngắn quá ấy. Thì vấn đề nó sẽ mở rộng khuôn mặt ra. Thì cửa cắt thì vẫn bằng sao thiết kế để có tính phù hợp nha. Và nó sẽ không có được cắt cứng ở đây, bởi vì được cắt cứng nó sẽ làm cho khuôn mặt nó bị đóng khung lại. Với cái khuôn mặt này chúng ta không nên cắt đóng khung nha, không nên cắt được cắt cứng, nó sẽ bị nhấn. Vì vậy thì các bạn sẽ nên thực hiện được cắt mềm để nó làm nghề đi những cái đường nét của khuôn mặt. Cứ giật giật đi. Mạng ngay mạng em. Đức liên kết đúng không anh? Đúng rồi em ơi. Rồi. Chào Quang Huy, Thảo Hồ, Minh Hải. Ok. Anh nói rõ hơn một chút cái là khi mình áp dụng cái kỹ thuật disconnect này đó, thì ngoài cái việc cái phân khu nó được không có liên quan về độ dài ha. Nhưng mà mình tính phải độ rơi. Đó. Mình dùng form quan trọng là cái phần ở dưới mình cho cái điểm rơi của cái phần tóc ở đâu. Ví dụ như ở cái phần này hai cái phần ở hai bên. Hai cái phần hai bên này. Ở dưới anh quan trọng để
sẽ giữ lại cái điểm nhấn cho tiếp tục lại cái chỗ này, đây là một cái điểm khá là đặc biệt khi mà khi nó vượt ra ngoài một cái nguyên tắc của thiết kế nha. Để thấy xong là mình sẽ phải nó chia sẻ tiếp, bởi vì khi mà các bạn cắt về cái kỹ thuật thiết kế cho mình thì nó là một cái cảm hứng trong cái tóc nó lên khá là hay ho, bởi vì cái hiệu ứng mỗi lần mình thay đổi thì nó sẽ tạo ra những cái khác, nó vượt ra ngoài những cái kiểu cắt thông thường hay là những cái kiểu ứng dụng thông thường. Cái phần phải loại bỏ hoàn toàn về trọng lượng, cái phần thu phía dưới không tập trung ha. Đấy, đây là cái phần mà chúng ta có thể thực hiện khá là hay ho. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái này. Mình coi cắt tinh được, cái này coi cắt tinh nữa là một là địa điểm nào của đấy, các bạn thấy cái độ tách lớp khá là cao, rất là mịn màng. Và bây giờ mình cộng thêm kỹ thuật tỉa nữa thì nó tạo ra một cái sự rất là liếp với cái khung sọ đầu luôn nha. Đấy. Những cái phần này mình không có tập trung về trọng lượng nha các bạn. Anh đi xuống tầng 1 đưa cho chìa khóa Nhung, nói Nhung đưa cho em. Anh xuống anh nói là Diệu Anh. Em nói cái Nhung đưa cái chìa khóa cho Diệu Anh. Nhung già khóa xe, Nhung già. Ông đi để xuống đây. Rồi như phóng bực cả người. Rồi tiếp tục quay trở lại sàn đấu nào. Ok, à quên. Ok, anh em vui nha. Rồi tiếp tục nào. Năm ngoái gặp hai anh ở show với MC Rita Hà Nội. Ok, rất là vui vì các anh em vẫn nhớ nhau nha. Sắp tới có này. À, tuần tới thì mình tiếp tục có cái buổi hội thảo ngày mùng 3 tháng 5 ở tại Hà Nội ha. Anh em quan tâm thì mình lại gặp nhau nha. Thì hôm đó thì sẽ có về phương pháp cách đặt màu, rồi nói về uống nha. Sẽ xuất hiện một cái gương mặt khá là mới nhưng mà rất là tiềm năng, rất là tài năng luôn. Chuyên về uống nha anh em. Đấy, lúc đấy mình sẽ bật mí cho anh em biết nhân vật đó là ai ha. Rồi bên cạnh đó là Huy Việt và Thanh Cường cũng sẽ giới thiệu đến những cái mẫu tóc xu hướng. Nó cũng mang với những cái phong cách khá là mới mẻ nha. Thì anh em quan tâm mình sẽ gặp nhau ở đó. Đăng ký qua các sale hoặc là đăng ký qua cái kênh của MC Beta nha. Trên. Rồi, mình thấy là Phan Cường tập trung cũng khá là kỹ lưỡng cho những cái phần tóc này, bởi vì đây là những cái phần tóc đường viền phần khu ở phía dưới, tuy là nó disconnect ẩn ở bên trong nhưng mà khi mà cái kết cấu hay là những cái phần này cũng cần phải được cao chút một cách rất là kỹ lưỡng, để khi mà ví dụ như là chúng ta có thể buộc tóc lên hay là cái tính chuyển động của mái tóc thì phần ở dưới nó lộ ra cũng khá
nhìn khá là tinh tế nha. Đó. Các bạn thấy là khi mà mình tuân thủ cái việc điều hướng hay là việc cắt gốc để tạo ra cái mặt cắt thì cái form ở phía dưới hay là cái khối được clip vào trong cái khung sọ đầu khá là đẹp. Những cái form kiểu này thì nó mùa hè thì mình tháo rỗng ở bên trong, mình tháo rỗng ra thì nó đem lại một cái sắc thái mới cho cái form dáng. Nếu ở trên các bạn phủ xuống các bạn cắt pop cũng được, cắt nhật hàng cũng được ha, hay là cắt rất là nhiều cái cách triển khai ở phân khu phía trên. Thì đây cũng là một trong những cái idea hay là những cái cảm hứng để đem lại cho các bạn cắt trở nên nó thú vị hơn trong việc cắt của mình. Ok. Hello mọi người, bây giờ mới 1-2 ca tim ha. Hiện giờ đang có 90 anh em xem nè. Giờ trước khi mình đi ăn trưa đó, mình thả tim ầm ầm vô giùm nha. Thả tim mình 10 ca tim đi, anh em thả tim đi. Anh em thả tim để em có cảm hứng mình bình luận như bóng đá luôn. Bình luận như là vận động viên đá luôn nha. Ok. Đây những pha dứt điểm cực kỳ sắc nét của anh Phan Gờ. Anh không hề ăn mừng. Trong cái khóa này đó thì có mấy anh em thì mình thấy là ban đầu thì cái đường tỉa dần dần được cải thiện. Thú thật bật mí anh em là nếu như chúng ta cắt form chuẩn ha, việc tỉa mà chúng ta không chuẩn thì nó lại ra một cái sắc thái khác của mái tóc, cho nên là cái việc tỉa khá là quan trọng. Ở trong các cái buổi thực hành thì mình trực tiếp ha, điều chỉnh đường kéo và cái kỹ thuật tỉa để giữ form dáng và làm cho cái kết cấu hay là cái texture mình mong muốn ra chuẩn xác hơn. Thì trong những cái bài phân tích thì mình cũng đã nói rất là rõ về cái phương pháp hay là về những cái mà các bạn cần tránh ở trong khi tỉa ha. Mình June Hair, anh Cường cắt nhanh rồi, qua anh Hoàng DC đang đợi bia đây. Ok. Hôm nay mình vui cho nên là DC được tình gặp đầu nhau, mình tính cái điểm rơi là sao? Có nghĩa là mình rơi tới đây nhá. Đấy, các bạn thấy sau khi thả cái phần ở trên xuống thì các bạn có thể triển khai pop hay vuông hay tròn hay là cái gì thoải mái luôn. Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm nay thì mình ở đây một cái cách triển khai mặt cắt để xuyên suốt cái phần ở phía dưới để tạo ra một cái phần khá là đẹp đẽ này. Ok. Tiếp tục là một đường cắt mở ra. Để không tập trung trọng lượng nhiều. Đây là một cái cách triển khai khá là mới mẻ. Rồi, anh đang tính toán và quyết định suốt. Ok, bạn ơi. Đây là một cách triển khai khá là hay. Rất là mới mẻ. À, các kỹ thuật layer ngược với hình dạng đồng. Rồi, tiếp tục anh đang trau chuốt cái đường cắt của mình. Ok, và bây giờ anh tiếp tục triển khai với một cái đường chia pivoting là xoay quanh tại một điểm ha. Ok bạn ơi, các chuyên gia hay clip giờ nào ạ? Kỹ thuật quá tốt ạ. À. Ok, cảm ơn em. Văn ôn võ luyện ha. Rồi, vị trí đường cắt, vị trí đường cắt, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải rất là kiểm soát nha, vị trí đường cắt. Chúng ta sẽ kiểm soát cái rơi đây là sẽ rơi đúng vào điểm chuẩn nha, để tạo ra một cong. Xin chào NV Tình, các chuyên gia hay clip giờ nào? Tụi anh thì thông thường cắt demo vào buổi sáng, các cái khóa 5 ngày hay 10 ngày.
ha. Cho nên là khoảng từ 10 giờ cho đến khoảng 11 giờ đến 12 giờ thì trong tầm khung thời gian đó thì tụi anh hay clip trên TikTok hay là trên nền tảng phở bò ha. Jun he, với trường hợp nào thì các gắng tí nữa trả lời câu hỏi này nhé. Jun nha he nha. Ơi. Dùng cho khách mà, dùng cho khách yếu. Ok. Mình xoay quanh chuột. Field pivot nha, pivot là xoay quanh. Thật ra thì trong cái mẫu tóc ngày hôm nay hay là cái cách triển khai của các cái mặt cắt ngày hôm nay thì mình thấy là Phan Cường đặt ba cái điểm pivot nha. Ba cái điểm pivot, một cái ở trên đỉnh cái vừa rồi nè, hai cái là hai trên đỉnh tay nè. Và phần gáy nữa ha. Các bạn xem phần gáy. À ok. Đấy các bạn thấy là sau khi cắt thì mình đã dựng cái form mà nó tạo ra một cái đường cong đấy, rất là mềm mại mượt mà đấy. Chúng ta không có, đây là cái điểm đặc biệt của cách triển khai về mặt concave nha. Gom hết vào điểm trung tâm cắt dọc. Ok. Cái đó cắt cũng được nhưng mà cái đó tạo ra một cái khối dồn hay cái phần nó ra bên ngoài nó không ok lắm nha. Đang chửi Oscar. À, Nguyễn Thiên Long, nếu như gom về một điểm mình cắt thì nó cũng tạo ra hiệu ứng nhưng mà không có the same giống như là các hybrid, bởi vì mình xoay quanh mà không có tập trung trọng lượng của cái phần ở hai góc. Còn bạn này xoay ít kẹp sắt thì kẹp okay. Nhỏ để anh cắt bạn muốn tích trọng lượng qua hai bên thì bạn cứ gom vào cắt thôi, không sao cả. Tí nữa đĩa thì giảm phóng sao ha. Tuy nhiên thì khi mình dựng form thì mình dựng chuẩn thì khi mình đĩa thì nó ổn hơn nha Thiên Long. Xuyên suốt trong cách thực hiện cái mặt cắt thì cái lược ấy, nó sẽ trở thành một cái công cụ khá là đặc biệt ha, luôn luôn để định hướng cho cái mặt cắt. Cái mũi tay của mình sẽ xoay theo chụp ảnh nhé, cái mũi tay của mình sẽ hướng vào một cái điểm quay khớp. Đúng rồi. Đấy. Những cái tiểu tiết nó sẽ giúp cho cái đường cắt của chúng ta trở nên chuẩn xác hơn. Quý vị thấy là một số anh em là dùng cái lược chỉ để chải tóc thôi chứ chưa có tận dụng nó trở thành một cái công cụ, một cái thước chải. Cho nên là khi mà các anh em thực hiện xác định vị trí đường cắt hay là chuẩn xác thì nó chưa tối ưu lắm. Cho nên là mình muốn là anh em phải tận dụng thêm cái chức năng của cái lược ngoài cái việc chải. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một thuật multi ở nghĩa đa tầng lớp ở khu vực này. Multi có nghĩa là nhiều lớp, nhiều độ dài, nhiều mặt cắt được sắp xếp một cách trật tự trong một phân khu. Đây, đó là một cái kỹ thuật multi này. Ok, hôm qua cháu cũng biết rồi đúng không? Sáng mới làm quả nữa ha. Hai quả. Khi mà mọi người kiểm soát hoàn toàn về cái độ rơi hay là kiểm soát về kỹ thuật rồi đó thì cái việc mà anh em sắp xếp nó trở thành một cái phong cách của riêng mình hay là cái thiết kế của riêng mình hay là thiết kế dành cho khách hàng của mình thì đó là một cái mà đem lại. Ra thì khi mà cái điểm này mình có thể chia nhỏ rất là nhiều những mặt cắt. Cắt lõn concave mà. Đúng rồi. Lồi là convex mà lõm là concave nha.
lồi á là nó dạng nó theo hình dạng đầu, còn lõm thì nó ngược hình dạng đầu ha. Đấy, đường cong ngược lại thôi, mình cắt lõm là đường cong ngược lại. Đó. Ok, let's go. Đây, mình sẽ phải chia, mình cắt ra từng lớp thì mình phải cần chia rõ cho ra nhận các bạn. Cho bay luôn. Với những cái kết cấu về về các menti này đó thì nó cái cách đặt màu hay là cái cách nhuộm nó cũng sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tương tự, cho nên là cái việc mà chúng ta thiết kế cho cái phần màu nó cũng khá là quan trọng nha nè. Đúng rồi, tốn kẹp. Thật ra thì ở đây thì mình cắt demo thì mình chia cho các bạn dễ thấy thôi, còn trong khi cắt thì ví dụ như mình cắt phân cái section nào thì mình sẽ kẹp lại section đó thôi để cho nó thực hiện rất là nhanh. Khu vực này vừa vẫn nhất quán so với trên kia nha. Khu vực này mình sẽ cắt bên kia ra lọc đơn giản các bạn. Ok, một đường cắt triển khai từ phía sau ra phía trước. Ok, rồi xin chào anh em. 11:47, cái là anh em cũng đã tốn calo rồi phải không? Chuẩn bị nạp năng lượng nha. Tiếp tục là những đường cắt mở để giữ toàn bộ độ dài ở phía trước. Khu này liên kết với khu đầu khu sau chứ không phải liên kết với hai bên phải không ạ? Đúng, đúng em ơi. Thực ra cái phân khu ở trên đó thì các bạn có thể tháo rời ra cũng được. Tuy nhiên ở đây thì Phan Cường triển khai một cách là để kết nối ở phía sau, tạo cái tính xuyên suốt cái khối ở phía sau ra phía trước, ha. Phía sau phần trên nha, phía sau phần trên. Để xem Phan Cường sẽ thực hiện cái phân khu ở trên đỉnh ở giữa với cái kỹ thuật mang tia như thế nào, chúng ta cùng chờ xem nhé. Thời gian gần đây thì cái xu hướng tóc mềm mại chuyển động ha, khối tròn theo khung dạng đồng thì nó được ứng dụng rất là nhiều. Các bạn thấy form Nhật Hàn hay là tém Nhật Hàn hay là tém Hiền Hồ hay là những cái form medium layer thì tất cả đều được cắt với những cái form tròn ha. À, thì các bạn thấy là nó cái đường chuyển động tóc ở phần ở trên đỉnh phía sau là vẫn ok rồi, là hay đây. Thì cửa sẽ thực hiện bunty nha. Thì ở đây thì các bạn thấy là khi mà cắt một cái đường cắt concave, đường cắt mở và phía sau được mở rộng ra phía trước ấy, thì nó giữ độ dài phía trước, nó tạo ra một cái góc ha, gọi là cái khối tam giác ha. Ở phía trước ở phần hai bên nó tạo ra một cái điểm nhấn hay là cái đường chuyển động về trọng lượng tóc nhìn khá là hay. Ở đây là một cái điểm đôi khi ví dụ như em cắt thì nó tạo ra một cái phong kiểu khá là hay ho. Rồi chúng ta cùng chờ xem anh ấy sẽ triển khai như thế nào. Okay. Khu vực này các không liên quan gì đến các khu vực khác rồi. Rồi tiếp tục một ID không liên quan. Để
triển khai một bậc cấp tam giác mẫu thuật. Quan trọng nhất là tính độ rơi. Em biết mỗi tóc nam có học được không vậy? Em biết tóc nam, các bạn còn chưa biết tóc nam luôn, còn vẫn học được em ạ. Ok, welcome em. Rồi, một section thứ hai. Đây là một mặt cắt ngược lại ha, một mặt cắt ngược lại với cái mặt cắt hồi nãy, một mặt cắt mở về phía trước, đây là mặt cắt đóng về phía trước ha. Đây là một mặt cắt ngược lại, khi mà nâng lên thì nó sẽ tạo ra một cái dấu X nha anh em. Đó, đây là một cái kỹ thuật hay là tạo ra mặt cắt menti khá là hay ho. Anh con đường vào đây này. Là mọi người muốn xem đi dâu gốc ấy à. thì tham gia bằng nó phở bò cho con lính. Anh em muốn xem video gốc thì tham gia vào group kín trên nền tảng phở bò nhé. Welcome anh em. X Academy. Cái này phải đánh hả? Xóa cái ở gì vậy? Đây. Hình như không biết dài quá thôi cho. Chưa. Xóa bớt không có gì. Thì vẫn tìm bằng cách luôn. Anh biết cách bê rồi. Bỏ bê. Chứ phở bỏ rồi. Cách bê mà ok. Đấy. Có đông học viên chưa bạn? Cảm ơn Tuấn Trần. Em ở đâu? Ở Hà Nội hay ở Sài Gòn? Hiện giờ thì X Academy đang triển khai ở Hà Nội và ở Sài Gòn nha. Đà Lạt này. Ủa sao tự nhiên nó mờ vậy bạn? Máy này của ai nha, màu hồng dễ thương đấy. Nhưng quay mà. Giờ anh có thì tận dụng hết. Yeah. Ok. Một cái chất khá là phay, rất là riêng khi mà cái kiểu mình tích ra nét cảm thấy là sau khi cái bật ra ngoài về chất lời em ơi, bỏ khăn cho bạn nữa lắm ấy, chỉ anh thương em thôi. Hôm nay sao anh bỏ khăn? Đúng chưa? Ok, rồi bây giờ nha, bây giờ mọi người trước mọi người đang chưa ngon miệng nè. Sau đó thì em gặp lại ha. Các bạn xem video gốc thì có thể là bạn có ngon nha. Ok, rất là cảm ơn em nha. Quý vị tí nữa mình thấy gì còn ngon nha. Ok, bye bye. Đường ơi, chào mọi người đi nào. Hello, xin cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi buổi livestream của Hải Học Academy. Ok. Để cập nhật những nguyên tắc mà Hải Học Academy thực hiện trong khóa học vừa qua thì mọi người có thể vào kênh của họ để mọi người theo dõi nhau. Ok, thank you, bye bye.